đây, bố mẹ bà tôi đây. Ơ, không nhớ bố mẹ à? Đâu có nhớ con đâu mà con nhớ bố. Có chứ, bố nhớ mãi cặp cặp của bố lắm. Nhớ mà để bọn con ở nhà. Thôi, bố xin lỗi, để nghỉ hè bố cho con đi nhá. Vâng, thì bố có quà cho bọn con không? Có chứ. Mẹ mua ngọc trai cho bọn con này. Mẹ định mua ngọc trai để đẻ con trai à? Con cái gì cũng hay. Không phải mẹ đâu mẹ ạ. Bố mua cả đống trai trai chỉ ra cặp cặp thôi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Mẹ sẽ ngồi lên tên to này của mẹ à? Ừ, của mẹ đấy. Mẹ là bao giờ mà gần triệu follow rồi? Bí mật. Bí mật. Lấy nick người ta đổi tên mà. Bí mật. Được, mẹ làm vậy là đúng đấy. Đúng gì? Người ta gọi là ăn cướp đấy con. Nhưng mà không sao. Không biết chỉnh video, không biết dựng video, không biết lên nội dung ấy thì cũng sớm bỏ kênh mà thôi. Mẹ không biết thì bố Hải phải dạy. Chịu. Mẹ không biết chỉnh video thật á? Mẹ có biết làm gì đâu, mẹ chỉ biết đổi tên kênh thôi. Vậy thì mẹ để con dạy. Ờ, giỏi dạy mẹ mới đi. Thế mẹ quay bằng điện thoại nào? Đây, mẹ dùng điện thoại này. Thế thì không được rồi, mẹ phải mua iPhone 16 nó mới nét. Làm gì có tiền, chịu, không biết. Sao mà đó được. Quần áo sao hôi thế? Ông Hải đâu? Cái gì đây? Ông chạy ngay đi, mưa to mới làm nước hoa mà tôi xịt quần áo hôi lắm. Bà không giặt à? Đâu mồ hôi? Giặt rồi, giặt cẩn thận luôn. Nhưng mà nó không được thơm tho, sạch sẽ. Ông đi mua ngay đi. Thế bà dùng cái này đi. Tôi bảo ông mua nước hoa chứ ông mua cái đấy làm gì. Thấy mẹ xe lại không biết rồi. Cái này là nước giặt xả hương Zokitty đấy. Nó khác gì với bộ giặt thông thường không? Có chứ, giặt cái này lưu hương lên 48 tiếng vì nó bổ sung thêm 1% nước hoa lady. Còn gì nữa không? Còn, quần áo giặt xong để trong tủ mấy ngày vẫn thơm phương phước. Thế còn các vết bẩn cứng đầu thì sao? Đơn giản, xử lý một cách dễ dàng luôn. Mày xe đi đâu đây? Cái test xong có hiệu quả thật không? Được, say phết. Mày thơm chứ, bảo sao nhiều người mua thế? Sao mày xem biết nhiều người mua? Thế nhìn được cửa hàng thì biết thì sao? Đúng. Ai mua thì bấm cửa hàng nhá. Hình như hôm nay đang chọn giá rất là nhiều đấy. Mua bấm cửa hàng nhá. Bố Hải ơi, vào mà xem, hỏng hết rồi. Hỏng cái gì? Bố vào mà sửa điện thoại. Các bố không cho thố đi du lịch, ở nhà đập điện thoại đấy. Cười cái gì? Sửa một đống tiền thì cười cái gì? Anh tính toán hết rồi. Đây là anh mọc lớp cường lực. Được, bố Hải thông minh đấy. Chả vậy thì sao? Hôm trước anh lên TikTok, anh thấy người ta bán 3 kính cường lực cộng 1 ốp, cộng 1 mèo bàn tay, giá chỉ có hơn 100 nghìn thôi. Thế là anh mua về, ốp điện thoại luôn. Cái gì? Anh tự dán á? Ừ, cái này dễ dán mà. Nó có khung này, em chỉ cần dán như thế này thôi. Lột cái lớp này ra, miết xuống. Thế là ok, cái kính này còn chống được cả nhìn trộm đấy. Mẹ nhìn thấy gì không? Làm gì có nhìn thấy gì, chống nhìn trộm mà. Nhìn thẳng thì ok luôn. Sao nhìn nó bụi bẩn vậy? Khổ, đã lột hết đâu. Đây, nét chưa mẹ xem? Được đấy. Thêm quả ốp này vào, nét luôn. Cay thế nhở, bảo sao đập mái không vớ. Vớ làm sao được mà vớ con. Ông nào mua thì bấm vào cửa hàng nhá. Cái gì mà lắc đầu con? Bố ủng hộ tiền cho các cô chú chưa? Rồi. Thế bố ủng hộ bao nhiêu? Con heo của con được 5 triệu thì bố ủng hộ 5 triệu chứ cần bao nhiêu? Con thấy sao kê có 500 thôi. Bố làm con thất vọng quá. Ăn gì thì ăn chứ ăn tiền từ thiện hết cứu rồi. Đúng, ăn gì thì ăn chứ không được ăn tiền từ thiện. Ok rồi đấy. Sao mà đó được.
Lên được chưa em? Lùi ra. Lùi nữa ra. Được chưa? Lùi nữa đi. Ở đây nó chỉ lùi như này thôi. Nóng thế, miệt. Đúng rồi, đúng rồi. Mày quá, nhưng tôi mang lẩu rồi. Chúc em vượt qua bảo lùi nha. Chúc anh nhá. Đây, có thế này thôi. Ừ, nóng thế. Lùi đây, chụp đẹp rồi nhá. Vâng. Được chưa? Chụp đẹp ra. Lớp nó có vậy thôi. Thôi, sâu chưa? Ừ, nồng lắm anh ạ. Vậy sâu rồi. Vậy sâu rồi. Ôi, lúc rồi. Đồ đẹp. Đây, mượn đây. Lấy cái ảnh em ơi. Đây, nhìn nhá. Sâu chưa? Thôi được rồi. Giống rồi. Ok. Chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại mình đang có mặt tại khu vực ngập lụt rất là sâu luôn. Chỗ mình đứng nông đất nó đang tới hông đây rồi. Ra các chỗ sâu nó còn lút cả người đấy cơ. Nên mình rất may mắn được mọi người dân ủng hộ cũng là đưa các cái phần quà mì tôm, nước ngọt và bánh. Mì tôm ít thôi. Sao anh ra chỗ sâu? Này nó có vậy, nó có chỗ sâu đó. Con vào lấy bố mấy lôi nách, bố đi bố bán cái. Không. Ê, vào lấy cho bố mượn cái chìa khóa xe máy xem nào. Cũng không. Vậy con đi vào trong nhà, trông em giúp bố gái. Lại càng không. Sao hôm nay con khó chịu đấy? Bố biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Nay là Trung Thu, bố quên à? À, bố hiểu rồi, muốn quà chứ gì. Vâng, lần nào cũng phải nhắc bố chán kinh. Thôi được rồi, để bố đi bán mấy đơn hơi nách nốt, xong bố mua quà cho nhá. Tưởng gì? Vâng, tình cảm bố con lại tăng lên rồi đấy. Đợi bố tí nhá, bố đi giao nốt mấy đơn hàng. À. Anh ơi, quà có đơn hơi nách này. Ơ, đi đâu hết rồi nhỉ? Gà mày què kêu nhức hết cả tai. Cái gì đây bố? Lồng đi ăn thì cần cái gì? Chịu rồi. Sao đó được. Ừ, thoải mái thế nhờ. Không bạn đi thôi. À! Cái gì ở miệng em? Ông nhìn đi. Đâu, có thấy gì đâu. Ông vào xả nước mà xem. Ra đây cái gì? Sao anh nhìn nước nó lạ thế? Ui giời, anh tưởng gì? Anh vừa bỏ bên sạch con cáo vào. Anh bỏ vào làm gì? Anh thấy suốt ngày em cậu rửa nhà vệ sinh mà nhiều mảng mám ố vàng ấy, nên anh bỏ cái bên sạch bồn cầu này vào cho nó sạch. Không lấy gì đâu, xịt nước hoa thơm vậy. Nước hoa nào? Cái viên xả bồn cầu này nó thơm vị hương đào đấy. Ừ. Thế một viên này dùng được lâu không? Lâu, đương nhiên là lâu hơn loại thông thường rồi. Dùng từ 15 đến 18 ngày mới hết một viên cơ. Được, vậy bố hãy mua ở đâu đấy? Mua ở giỏ hàng chứ mua ở đâu? Thế có đắt không? Rẻ ấy mà. Ờ, mà đi vào đi, để tôi còn đi vệ sinh. Thế tí có phải xong kia không? Có. Sao mà đó được. Chân thành giờ là con số không, khi khoảng cách hai trái tim quá lớn khiến mình mệt mỏi. Ba thương con vì con giống mẹ, đọc số nào. Ba thương con vì con giống bố. Vì con giống mẹ, có nghe thấy không? Học hành thế à? Nhưng mà con giống bố mà, con không giống mẹ đâu. Rồi bài hát người ta biết vậy thì đọc vậy nghe chưa? Vâng. Đọc lại. Ba thương con. Ba là cái gì hả mẹ? Ba là bố. Sao ba lại là bố? Ba gọi là bố. Ba thương con vì con giống mẹ. Đọc thế nào? Ờ, con giống bố mà. Thôi nghỉ đi, không học nữa. Ông đi đâu đấy? Đi mang mấy đơn xí rô cho khách. Ông lại mà dạy con ông đi. Thôi, mẹ xem dạy đi. Chịu. Thôi, được rồi, để bố dạy. Vâng, thế ông toán nha bố. Ờ, học toán thì học. Đọc thử xem nào. Sao lại bố? Thì mẹ bảo ba là bố thay.
cứ nghỉ mẹ đấy. Nghỉ thì nghỉ, còn một đứa con mà không dạy được. Sao mà đó được. Mình sai chỗ nào nhỉ? Thôi đâu. Dạ. Lần này học hành cho đàng hoàng nhá. Không là bố không dạy cho nó đâu. Vâng ạ. Thế lại học ba số con là bố. Không, bỏ lại đấy. Học là xong. Tại sao là gì hả bố? Đây. Mẹ thương con vì con giống ba. Có chắc không bố? Chắc. Chưa chắc đâu. Sao mà đó được. Chưa chắc là sao? Hả? Chưa chắc là sao? Chưa chắc là như nào? Hả? Sao mẹ thương con vì con giống ba lại chưa chắc? Chưa chắc chỗ nào? Hả? Bà nói xem là chưa chắc chỗ nào? Nói. Chưa chắc chỗ nào? Biết ngay mà. Thôi đâu? Dạ. Ở nhà làm mấy bài tập đi nhá. Bố đi ra mấy đơn xí rô tí bố về. Vâng. Bài khó thì làm được rồi nữa con. Bố đi đây. Bố ấy có làm sao rồi? Làm gì mà nhanh vậy? Để mất bố kiểm tra đi. Để bố kiểm tra xem nào. Được bố đây. Học hành thế này à? Có sai chỗ nào bố? Đề bài bảo là điền vào chỗ trống sao cho câu có ý nghĩa. Mà có đèn cái gì đây? Gần mực thì đen, gần đèn thì chói à? Lúc ngồi học, bố bảo ngồi xa ra chói mắt thấy con. Rồi. Thấy câu này, chuồn chuồn bay thấp thì sao? Thì sao là thì sao? Sao con biết được, bay thấp bay cao là quyền của nó mà. Sao mà đó được. Con như cả cái, học hành vậy đấy. Rồi, câu cuối này. Nước chảy đá tan. Nước chảy đá mòn mà con. Bố cứ đợi đấy để con chứng minh. Thôi, đi giao hàng vậy. Bố. Cái gì đấy? Nước chảy đá tan đấy nhu. Bố lại mày con à. Sao mà đó được. Tập trung, tập trung. Mẹ cứ dạy đi. Nghiêm túc học, có mẹ không dạy đâu. Vâng. 5 trừ 3 bằng mấy? Con không biết, mẹ ví dụ đi. Mẹ ví dụ nha, con có 50 kẹo, con treo khám 3 cái, thì còn mấy cái? Tại sao con phải cho em? Mấy lần em có cho con kẹo đâu. Đấy là ví dụ. Mẹ lấy ví dụ khác đi. Lấy ví dụ khác, mẹ có 50 kẹo, mẹ cho con 3 cái, thì còn mấy cái? Ơ, mẹ có cho con như nào đâu. Sao mà đó được. Ông gọi cái gì, 30 giây. Alo, mời anh mua anh cả. Em xin anh luôn nhá. Nào, học, nốt cái ví dụ này mà không được thì nghỉ. Vâng. Con còn 50 kẹo, mẹ mất 3 cái, khỏi còn mấy cái. Ơ, ừ, con mẹ lấy kẹo của con. Sao mà đó được. Đây, cô giáo đi vào đây, giờ giúp tôi bán hàng, cô dạy tối học nhá. Vâng. Cô giáo đi vào đi. Tung tung lên này. Chào bố Hải nha. If you don't stop calling that I can't let go. When you try again saying that you need me close. Này, ông làm gì đấy? Làm gì đâu, đang khênh mình đi đóng hàng mà. Vơ va vơ vẩn. Cô giáo cứ yên tâm đây bán hàng, lúc nào rảnh dạy tối học cho chị nhá. Vâng. Dạ, em chào cô ạ. À. Làm sao? Tôi thơ cô giáo phải bán hàng có dạy con học mà. Ông làm gì đấy? Thì anh cũng muốn học. Đang thiếu kiến thức đây này. Ông mà vớ vẩn. Tao cắt đi. Sao mà đó được.